Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu đến mấy anh em một bộ máy phun thuốc trừ sâu Puma có đề lô cuốn xếp dây tự động 130 mét dây nha anh em. Ở trên đây là nó có một cái miếng nữa nè anh em, ở đây nè, cái miếng để bỏ lên mà em đã tháo ra rồi để cho anh em dễ quan sát được cái bên trong á. Đây nè, đầu tiên em sẽ quay cái đầu bơm trước, em quá thích cái đầu bơm này luôn anh em ơi. Puma đây nè, đầu bơm này nè. Đó, em zoom xa anh em có nhớ được là cái đầu bơm này là đầu bơm gì không? Cái đầu bơm này là đầu bơm Olivia MX630. Đó, và đã được hãng Kubota LTD mua bản quyền lại và dán lên Kubota Japan Osaka. Bởi vậy tại sao mà em nói với mấy anh em cực kỳ thích những cái loại đầu bơm như thế này. Nó rất mạnh anh em ơi, nhưng mà nó rất nhẹ máy. Em một hơi em sẽ test guarantee cho anh em xem, guarantee thôi. Rất mạnh mẽ luôn. Mà nó nhẹ lắm anh em, nhẹ máy lắm. Đầu bơm này là xuất sắc luôn. Rồi, tiếp đến thì em sẽ review cái con máy xăng này. Máy thì em không thích bằng cái đầu bơm, nên em thích gì thì em review trước cái đó. Có đề nha anh em, neo Kubota xuất sắc luôn. Đó anh em thấy không, máy đẹp lắm anh em. Bô que đồ nè, anh em thấy không, mũ mà không cứng mớp không bãi gì hết, lóc liếc rồi nè anh em thấy không, máy móc rồi nè anh em thấy không, rất là ok luôn đó. Mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với ông chủ của em ha, 0913948706 hoặc là 0972547272. Em nhìn cái miếng tôn của nó bên hông nè anh em thấy không, bóng loáng luôn nè, quá đẹp luôn. Con này nó kéo 130 mét dây nha anh em. Đây, dây vàng, cuốn dây, xếp dây tự động nha anh em. Con này nó về nó có cái đầu mót đó nè anh em, mà nó bị bể ra đâu rồi. Anh em thấy không? Quá ok luôn. Rồi để em test nổ cho mấy anh em xem. Này thì em đã trang bị súng cho mấy anh em rồi. Mấy anh em về chỉ có việc là nổ súng vô chạy thôi. Gì mà bàn cãi được anh em. Miếng này thì hơi nữa em ráp vô cho anh em quay em tháo ra
anh em xem được bên trong. Thôi cái đầu bom này phải nói luôn anh em. Quá chậm. Nhẹ là nổ rồi chứ nói qua tô là nổ rồi nè. Nãy còn hơn xe ông ta nữa anh em, đây nè, đây nè. Thả ra liền luôn, sợ luôn nè. Không sao. Rồi, em xin chào tạm biệt mấy anh em nha. Mấy anh em thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ. Nhớ subscribe kênh em để xem những video mới nhất nha anh em. Rồi chúc mấy anh em có một buổi chiều chủ nhật vui vẻ bên gia đình và người thân. Rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.